Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Như Khải đây mày. Và ngày hôm nay thì Khải vừa chuẩn bị mua một cái áo này mày. Nói chung là áo nam phục hồi 40, 540. Chung áo này thì thực sự là mua thì mua cho có thôi. Thực sự Khải cũng không biết là mua để làm cái gì và khi nào phải mang luôn này mày. Thì vì trước mắt thì Khải vẫn đang ưu tiên đó là cái ngọc bội làm chón 40 và kháng hỏ thôi nè. Đã đặt móc 60 chón thì còn chậm thì Khải nghĩ với móc 60 chậm này Khải đánh vô tư rồi nè. Nhưng mà thôi giờ trước mắt cứ mua để dành đi. 4 kim rồi, sức lực 40. Nhìn áo cũng đâu được đẹp bao nhiêu đâu. Điều mà nó thật là thấy đẹp hơn áo này. Mà ok không sao đâu mà. Để xem thử ít hôm có thêm đồ gì không. Rồi tính tiếp như nào. Trước mắt thì hiện tại ở cái hướng làm chậm là Khải không cần nữa mà. Với 60 làm chậm này Khải đủ có thể đánh rồi. Còn chủ yếu Khải đang cần ở đó là hướng chón nữa mà. Ở đây chón kháng hỏa nè, ngọc bò chón kháng hỏa nè. Chỉ cần ngọc bò chón 4 hỏa là xong nè. Chứ còn áo như cái này là đặt móc 60 chậm rồi nên là không cần thiết luôn đó. Thực sự võ đan chỉ cần mang 40 chậm là đủ đánh rồi. Đó Khải nói thiệt, chỉ cần 40 chậm đủ đánh rồi. Nhưng mà thôi cứ mua áo đi, để tôi tưởng đến sau nè. Không ổn thì thiệt lại sau này nó thử cho ảnh mang hoặc là mình bán lại cũng được nếu không mang. Rồi, chung tổng thể sơ qua thì sẽ đồ cũng sắm lần lần cho nó đẹp một tí nữa mà. Cũng không biết khi nào ra đầu tiếng nữa mà. Nếu mà ra đầu tiếng thì mặc áo này vứt hết nè, mình vứt hết. Hôm đó chị ép tím luôn nha, ai đâu mang áo này nữa. Nếu ép tím thì áo cũng tầm 8-9 kim rồi, có cái áo đẹp luôn rồi. Phòng thủ lấy 100 phục hồi 40 rồi. Còn 8-9 kim như mấy nữa. Mà thôi chứ mất cứ mua nó dành đi. Rồi không ổn sau này mình bán cho xe gì đó không được. À nè, tiếc cái ngọc bội này nè. Nếu mà chón dùng 2 lượm là đủ móc 80 chón là đủ đánh nè. 80 chón đánh khỏe nè. Còn hôm nay thì với móc 70 chón nè, không đọc móc nè. Rồi 60 làm chậm là không tính nè, 60 làm chậm là Khải nghĩ đủ đánh nè. Nên là đang thiếu chó nè, đánh trong tổng kim nhấc tay không nổi luôn nè. Bị chó đơ hình liên tục. Nếu mà đủ móc 80 chó thì khác rồi. Nhưng mà hôm nay được tổng kim top 3 là ok rồi mà. Rồi, anh em xem tổng thở sơ qua cái set đồ thì Khải muốn trang bị thêm nó cái áo nè. Thì đợi khi nào đồ đẹp hơn xíu lên đảo sau nè mà. Chắc còn nếu đỡ lên đảo nữa chắc cũng phải tuần hơn nữa nè. Kiếm đồ đẹp thì mới lên thôi. Còn lại tầm này đánh đủ rồi mà. Chủ yếu vẫn kiếm cái ngập bọ thôi. Bọ chó cái hộ 40 thôi. Rồi anh em theo video vui vẻ nè mày. Đừng quên để lại cho lần đầu tư này cho Khải một like cho xem hồi chơi nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.